먼길오시느라고고생하셨습니다자문동나대표정리지마네지금부터베트남꼬마에서우리또신저대판판동카트머이렌트베트남되게지우리여기서는공항당구의단뜻꼬마에서보건국국장님홍위땅뜻여러서이대공항그외꽝아이성정부리더분꽝부등공아이공간제주소관리부장님참석하셨습니다외계로아니면업체부원사님께너무감사합니다김성덕부리원장님외계단지금전민합중앙아웅김성덕연락원장님김명남부원장님권영문관리부장님오영문아원래요조진경간호부장님맥주서기장님등광화성정부대표여러분을진심으로환영합니다아trước tiên tôi xin gửi lời chào mừng và hoan nghênh đến ngài Lê Viết Chữ Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng với các ngài lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến tham dự buổi lễ cũng như là thăm bệnh viện đại học Trung An. 그리고지난번에제가광화성방문했을때서기장님의서기장님과그광화성정부모든분들의따뜻한환영에다시한번감사드립니다và cũng nhân buổi lễ tại đây tại bệnh viện đại học Trung An tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài bí thư cũng như là đoàn phía Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình chào đón tôi rất là nồng hậu tại Việt Nam Quảng Ngãi khi mà tôi đến thăm vào năm ngoái. 저희는 그때 서 기장님의 말씀대로 광화성의 의사분들을 일로 초청해서 트레이닝하는 그러한 요청을 받아들이고 저희가 와서 그거를 검토해서 이번에 드디어 서 기장님의 말씀대로 의사 두 분을 초청하게 되었습니다. và trong buổi tiệc chiêu đãi của ngài bí thư đã có một vài lời đề nghị với tôi trong đó có lời đề nghị đó là hỗ trợ tư vấn và phát triển kỹ thuật cho các bác sĩ của bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi thì theo lời đề nghị đó tôi đã về bệnh viện và nghiên cứu cũng như là xúc tiến và chuẩn bị thì đến nay chính là kết quả của lời đề nghị đó là cái buổi lễ chúng ta ký kết hợp tác. 이번 기회를 통해서 중앙대학교 병원과 광화성 정부 그리고 두산 빈아가 함께 힘을 합쳐서 광화성의 모든 주민의 건강 증진에 이바지할 수 있는 그런 계기가 됐습니다 và tôi hy vọng buổi lễ hợp cái kết hợp tác này sẽ là một cơ hội mở ra cho sự hợp tác giữa Đô San Vina tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đại học Trung An giúp cho các y bác sĩ cũng như là các hoạt động y tế tại Quảng Ngãi ngày một phát triển hơn giúp cho người dân có những cái phúc lợi tốt hơn 그리고 저희 중앙대학병원은 두산빈아와 힘을 합쳐서 광화성 정부의 병원에 의료인의 의료 기술 향상을 위해서 노력을 해 나가도록 하겠습니다 và về phía Bệnh viện Đại học Trung An và Đô San Vina sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để trong khả năng có thể hỗ trợ cho lĩnh vực y tế của Quảng Ngãi ngày một phát triển. 비록짧은방문이시지만좋은추억을남기시고그리고우선앞으로도 번독한만남의자리될수있는그런방문이됐으면합니다và cũng kính chúc cho đoàn Quảng Ngãi lần này sẽ có một chuyến thăm thành công tốt đẹp tại Trung An cũng như là suốt lịch trình tại Hàn Quốc và chúng ta sẽ có quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. 다시 한번 감사드립니다. 우리 네 xin chân thành cảm ơn. 다음은광화성의레베츠소기장님의인사말씀이있으시겠습니다. và sau đây xin kính mời đại diện. tháng 10 năm 2015. trong trường Hà Ninh.中央台边问平问张林啊 ，JA 张林。谢谢大家các quý vị dự cái buổi gặp mặt hôm nay. Tôi rất là vui mừng là lần thứ hai tôi cùng với các vị lãnh đạo Quảng Ngãi trở lại thăm trường học Trung An và bệnh viện Trung An và chúng ta có cái dịp để mà điểm lại một số cái việc trong thời gian qua chúng ta đã hợp tác làm với nhau. 그리고중앙대변원대표다른분들께인사를드립니다작년에방문이렇게해서이번방문은딱1년되었습니다 trước hết tôi cũng vui mừng báo cáo với quý ngài rằng là về cái tập đoàn Doosan đó thì cũng là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc như quý ngài đã biết và chúng tôi cũng đang rất hân hoan chào đón là tập đoàn đặc biệt của Quảng Ngãi được đúng 10 năm công ty Doosan Vina chuẩn bị kỷ niệm 10 năm và trong 10 năm qua đó thì cái hoạt động của Doosan đã mang lại cái
làm tốt đẹp hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là cái xích lại gần nhau giữa Quảng Ngãi với lại Busan với lại các bạn Hàn Quốc. Udi quan ke ga si jat ha nan ki he nan mang tra chun Busan chu ko bi ben ta hang Quảng Ngãi ở sau Thu Trang chi ole sip nhân te ki nam hang sa ke sư cấp cho bon in ago isum da ko to ani tu sang ni Quảng Ngãi sau che to Thu Sa et ko ku tha ni ro yan ke ha sa chuang thai pe won mo si ko Quảng Ngãi sa ku in min wi ha sa ken kan chi ro ha chu xin kel qua song qua ta ni man ni kam sa ha ko isum da. Rồi sự phát triển 10 năm qua của tập đoàn Busan đó không những giúp cho Quảng Ngãi về mặt phát triển kinh tế, mà tôi nghĩ cái điều quan trọng hơn nữa đó là cái người dân Quảng Ngãi của chúng tôi có dịp là tiếp cận được nhiều với lại những người bạn Hàn Quốc. Chúng ta thấm sâu trong nhau cái văn hóa giữa hai dân tộc và từ đó là tạo cái động lực cho chúng ta phát triển bền vững trong thời gian. Busan bên Quảng Ngãi sau hơn 2 năm sơ trong chế chức rồi tâm tâm hà cô. Cứ thay đổi dân kia sau ta đơn thay dân Hàn từ Hàn Quốc chính phủ tới Quảng Ngãi e tên được của sao thì được kêu hoàn toàn Hàn Quốc quan kia cả trung trong Hàn kia tới xung đột. Và vì vậy mà tôi cùng với Đông Sang là tôi rất là khuyến khích lệ Đông Sang cùng với tỉnh là chúng ta hoạch định cái kế hoạch cho 5 năm đấy, để sau đó là khi mà chúng ta kỷ niệm 15 năm và 20 năm Đông Sang có mặt tại Quảng Ngãi thì có những thành tựu to lớn hơn và những cái việc làm về an sinh xã hội thì sẽ là được mức độ cao hơn. Pong ni hu sang khuan lan phong ai mẹ ta han ni tu san bin ha ga cha tu yen ge he chu ko is sa o nyon hu e at ke ba cha han kat e dan to tu san qua tu an qua kha chi ko min he he chu sa sim chu ka ta la sa sim. Cũng một lần nữa là tôi rất là trong 10 năm mà hoạt động của Đông San đó thì với sự giúp đỡ của Đông San rồi sự nỗ lực của các thầy thuốc ở trường đại học và như bệnh viện Trung An đó thì chúng ta đã làm được rất nhiều công việc từ thiện an sinh xã hội giúp cho cái người nghèo, người bị các cháu bị khuyết tật cái bị bẩm sinh đó thì được có cuộc sống tốt hơn. Tôi xin thay mặt tất cả các gia đình đó mà một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị. Chúng ta thay biểu ngôn Lưu Sang Tân Tất Bồ Này Quảng Ngãi Minh Tử Đi Khăn Hàn San Tử Đi Cân Căn Chí Rô Hà Kê Tế Cô Hoan A Tử Đi Sư Sư Hà Kê Tế Cô Tơ Chôn Sen In Sen Ngư Bồ Đen Sủy Tổ Đốc Cư Tông An Ni Quảng Ngãi Ở Sơ Mã Ni Thu Hoa Chú Sơ Sơ Ta Sĩ Hàn Bân In Minh Tử Trân Chê Tài Phiêu Hà Sơ Trung An Thái Thông Hoa Đế Chính Sĩ Bồ Đốc Cảm Sa Mang Sơn Lúc Tư Minh Lạc. Tôi rất vui mừng là sau cái chuyến thăm của tôi tháng 10 năm 2015 đó thì Ngài Giám Đốc Kim Sơn Bắc cùng với lại các quý vị là cũng đến thăm Quảng Ngãi rồi cũng là có cái giúp cho một số trẻ em nghèo thì khuyết tật bẩm sinh và chúng ta cũng đã có một cái cuộc gặp mặt với nhau hết sức là chân tình trên cái tinh thần anh em với nhau. Sau khi chúng ta chuẩn thái bình ngôn khi chúng ship ô nhân si vua để bằng ngôn hà gió ta xin nâng cứ khen ngôn trang linh kể sau tôi Quảng Ngãi ta xin bằng ngôn hà cô Quảng Ngãi sau ta tất thân xin ngân lưng khả chi bố nét xin lý ca cứ tốt ẻ đá ni mã ni kì phương mi tật. Khi trao đổi với Ngài Giám Đốc tôi là các quý vị thì tôi cũng có đề xuất mấy việc. Cái thứ nhất là chúng ta hợp tác với nhau trong cái vấn đề là đào tạo cái nguồn nhân lực cho hai cái việc, một cái việc quản trị kinh nghiệm trong cái quản trị bệnh viện và cái nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong cái các cái ngành y, ví dụ như phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật thần kinh hoặc là một số cái yêu cầu cao mà Quảng Ngãi chưa có thể làm được. Quảng Ngãi sau mang chăn chăn đi cơ sở được thử dụng kỹ thuật chân su hạ cố Quảng Ngãi sau xin xin hạ chứ mất hạ cố từ kỹ thuật chân su hình chú sắc xin mình cho các xin mạng tìm cái phương cách đó là để đào tạo cho các cái cán bộ trẻ thanh niên của chúng tôi đó cái nghiệp vụ nghề điều dưỡng viên. Tôi hy vọng cái việc đó nó sẽ giúp cho là các cái cháu người Quảng Ngãi đó là có một cái năng lực về cái nghề điều dưỡng viên và có cái khả năng tiếng Hàn, tiếng Anh để người ta có thể mà chúng ta có thể thực hiện với nhau là hợp tác trong lĩnh vực là lao động. Tôi có hân chê từ bên thang quán khả năng bộ môn từ trung nghề sang đến căn hộ bộ môn linh đà từ căn hộ bộ môn. Và cái vấn đề nữa là chúng ta cũng bàn với nhau là các cái bác sĩ, các thầy thuốc của Trung An đó thì sẽ tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các bác sĩ Quảng Ngãi để chúng ta làm được nhiều ca phẫu thuật hơn cho các cháu ở cả các bệnh viện Trung An và ở bệnh viện Quảng Ngãi. Bên này hoan à, cho trong xu xu quan lên hệ sơ nên do cái tô quan hệ giữa cái bệnh viện Trung An với Quảng Ngãi.
그러한 상이 많은 끝같지만 부담 갖지 말고 Việt Nam đó là bác sĩ Tiến, bác sĩ Hiếu có cái kinh nghiệm tốt trong cái quản lý quản trị bệnh viện cũng như là cái nâng cao cái tay nghề có thể nhiều nhưng mà thấy những người được học tập trong môi trường như đây là chưa được trung cấp hoặc là cao đẳng y tế đó thì người qua đây để đào tạo điều dưỡng viên tôi nghĩ rằng các do trong cả do ca trang sắp tất hàng suyệt nên salam usu salam an đi thì chỉ đưa qua được 4-5 cháu gì đó phẫu thuật thôi thì đó là quá quý rồi cho cái bệnh viện Quảng Ngãi với lại là vừa giúp cho các cháu nhưng vừa giúp cho các bác sĩ đó là họ Quảng Ngãi đang vừa đầu tư một cái bệnh viện sản nhi nó đến 500 tỷ tức là so với Quảng Ngãi là rất lớn đó. Càng Vina đó thì cùng với Quảng Ngãi là nỗ lực phát triển kinh tế cho nó tốt hơn trong năm đấy rồi Quảng Ngãi cùng với bệnh viện Trung An là Trung An là chúng ta cố gắng là phát triển nguồn nhân lực về y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân của mình. Chính nên quan ngại sau khi trang Rosa trong Hàn Quốc hạ kỳ Busan Vina lên trong dây bao chân xin chú sư thân mãi cảm ơn tư nhân. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn vân tới cảm ơn. Thực tế chương trình hợp tác giữa ba bên bệnh viện Đại học Trung An. Xin khai video cảm ơn. Trước tiên xin gửi lời chào mừng và lời. Trên chương trình phong sao tung hơi từ Iran rồi. Chúng anh đi về vấn đề. Và thưa thầy, chương trình hoạt động hợp tác của chúng ta như quý vị đã biết là đây là một chương trình được chính phủ Việt Nam ủng hộ và đánh giá rất là thì có thể nói cái chương trình chúng ta năm nay mở rộng sang việc là hỗ trợ chuyển sau khi mà chúng ta trực tiếp điều trị hỗ trợ điều trị thì cũng tốt nhưng mà có quan trọng hơn nữa đó là hỗ trợ cái... chúng tôi xin giải thích về chương trình hợp tác. Dạ thưa là Rosamina vì ngoài dự kiến cho nên là đã ký sẵn đóng dấu sẵn thì cho việc thưa đại sứ Hàn Quốc ở Việt Nam bộ đội chuẩn bị công an sẽ đứng phía sau để chứng kiến lễ ký. Và 꽝아이성이 지난 8년간 봉사활동을 하고 있습니다. 특히 관아들을 초청해서 수술을 지원하고 있고 올해는 더불어서 의사들 교육시킨 활동을 하고 있습니다. 그래서 두산비나는 중앙대병원과 꽝아이성이 이런 활동을 잘할 수 있도록 최선의 지원을 다하도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 잘한대. 네, 이번에 중앙대병원과 꽝아이성이 의료봉사활동을 진행하고 있습니다. 특히 중앙대병원이 지난 8년간 꽝아이성에 어려운 아이들과 아픈 아이들을 치료해오고 있는데 이번에는 4명의 환아를 수술하고 더불어서 2명의 의사를 교육시키는 활동을 추가적으로 하고 있습니다. 두산비나는 꽝아이성에서 특히 베트남에서 로컬 기업으로 자리 잡도록 하기 위해서 봉사활동을 적극 지원 들어가겠습니다. 감사합니다. 네, 많이 감사합니다. 감사합니다.
주십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 얘기 좀 하시죠. �háu cháu làm được chưa? Mai hả? Theo theo lịch trình là đi xe giữa mai hả? Hôm qua nay mẹ con sao thấy khỏe không? Ở đây cũng được hả? Rồi ăn uống rồi sao hả? Không, bán này chưa, mai bổ hai lần, năm ngoái. À, tức là lần là nó nặng. Cho nên đây là ngày 26 này. Có đau không? Không? Đau không? Đau không? Không sao đâu, ngày mai sẽ tốt thì đây. À, vậy đang được phẫu thuật, được phẫu thuật cái này hả? Chứ còn cái miệng thì đâu có gì hả? Khó miệng thôi. À, bí thư tỉnh ủy quận hai. Dạ, đây là bệnh viện Trung An cũng xin tặng cho con Odin tàu. À, con cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn đi, con nói cảm ơn đi. Một cái bé này là tháng năm mổ. Ở đâu rồi cháu? Một cái là suốt ruột cơ. Nguyễn Sánh nào? Ta tuổi hả? Qua đây là bây giờ làm gì? Làm công việc đó hả? Đợt trước làm rồi nè hả? Làm một lần. Mới làm hai ba lần. Gửi gửi quà cho cháu. Từng con bé này chưa mổ rồi, mổ lần là một. À, nó mới khỏe. Mổ xong là ở lại đây hơn 10 ngày. Ngày 1 tháng 10 là về. Ngày 1 tháng 10 là về. Bà ta hả? Bà ta. Đây là mấy cái người đồng bào. Đúng rồi. Thì phần lớn là mình làm bà tơ với lại tạ bằng. Bắt đầu thì cô đứng ở đây gần bà con ấy đi đây đây có mấy cái gì đây đây bà chị này thôi thôi để cháu nó làm đi. À, bị, anh nó bị cái bệnh sưng đậu hè. Trời thấy đông người chạy. Ôi, cái xin mời chân này. Đu San Vina là làm việc tại Quảng Ngãi năm nay là năm thứ 10. Và chúng ta tự hào rằng là có 8 năm là Bệnh viện Trung An phối hợp với Quảng Ngãi, chúng ta tổ chức một chương trình từ thiện phẫu thuật nụ cười cho các cháu. Và đến hôm nay thì chúng ta làm được 100 ca. Rồi là ngoài ra thì chúng ta còn có một cái chương trình là định kỳ hàng năm đó, thì các bác sĩ của Bệnh viện Trung An đó đi qua bên Quảng Ngãi tổ chức là phẫu thuật cho các cháu, rồi hỗ trợ bệnh nhân nghèo, rồi là khám sức khỏe, cấp thuốc, rồi là có cái quà tặng cho cái người dân ở các vùng nghèo trên cái địa bàn Quảng Ngãi. Đây là một cái hình tượng rất là tốt đẹp về cái việc phát triển kinh tế gắn với cái việc giải quyết cái vấn đề an sinh xã hội, nhất là cái việc chăm sóc các cái cháu bé. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao cái tấm lòng, tinh thần trách nhiệm và những cái bàn tay vàng của các y bác sĩ ở đây để giúp đỡ cho các cháu em người của ngài. Dạ, và ngài đánh giá thế nào về việc là Bệnh viện Trung An bắt đầu tiếp nhận các bác sĩ từ Quảng Ngãi để hỗ trợ? Bác sĩ đó của Bệnh viện Trung An mà giúp đỡ cho các cháu bệnh nhân nghèo ở Quảng Ngãi là rất là cần thiết, rất là quan trọng, nhưng là nó chưa đủ, bởi vì còn rất nhiều các cháu những gia đình nghèo cần sự chăm sóc tốt hơn. Và vì vậy mà tôi thấy rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chủ động về vấn đề này. Cho nên chúng tôi đã bàn với cái Bệnh viện Trung An đó là chúng ta tính cái chương trình này ở một cách là lớn hơn, tức là chúng tôi sẽ cử một số y bác sĩ của chúng tôi đó qua bên đây trực tiếp học hai cái việc. Cái việc thứ nhất là học cái việc quản trị điều hành một cái bệnh viện chất lượng cao như cái Bệnh viện Trung An. Cái việc thứ hai nữa là đào tạo nâng cao tay nghề, nhất là những cái kỹ thuật cao, ví dụ như phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thần kinh, rồi là khớp gối, và đặc biệt là cái sản nhi. Tôi cũng rất quan tâm đến cái việc là sẽ hợp tác với Bệnh viện Trung An đó,
là cử các thanh niên của Quảng Ngãi đó qua đây chúng ta học cái ngành điều dưỡng, bởi vì tôi biết đây là một cái ngành mà chỗ Trung An cũng đào tạo rất là tốt. Hơn thế nữa đó là cái thị trường lao động về cái việc này là đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác đó là rất là lớn. Cho nên nếu như mà hai tỉnh hợp tác đào tạo được vấn đề này đó thì nó sẽ tạo ra một lực lượng lao động có chất lượng để vừa phục vụ tại đất nước Việt Nam ở Quảng Ngãi, vừa đồng thời chúng ta có thể là hợp tác về cái xuất khẩu lao động, tạo ra cái việc làm và thu nhập cho con em Quảng Ngãi. Chúng tôi mong muốn rằng là ngoài cái việc đưa các cháu qua đây phẫu thuật đó thì nhiều đoàn của bác sĩ bệnh viện Trung An đến với Quảng Ngãi, đến với bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để trực tiếp phẫu thuật cho các cháu còn lại ở bên Quảng Ngãi, vừa là giúp cho các cháu đỡ tốn kém về tiền bạc thời gian, vừa là cơ hội để cho nhiều bác sĩ của chúng tôi đó được chứng kiến, được học tập cái trình độ phẫu thuật, cái tay nghề của các bác sĩ ở đây. Xin rất là cảm ơn ngài và chúc ngài có một chuyến đi tốt đẹp. Xin cảm ơn. Du Zhanbina가 베트남 꽝에이성에서 자리 잡고 사업을 하고 있습니다. 그래서 두산비나의 사회봉사 활동 중에서 가장 중요한 활동이 인민의 삶의 질을 향상시키는 것입니다. 그 일환으로 의료봉사 활동을 통해서 중앙대와 함께 인민의 삶의 질을 향상시키는 데 기여를 함으로써 두산비나가 베트남에서의 로컬 기업으로서 자리 잡는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 감사합니다.